Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Tiếp tục clip hôm nay sẽ là một clip trò chơi nhé các bạn ơi. Đây, chúng tôi sẽ có 6 người rồi. Chia làm 2 đội rồi. Tôi với vợ tôi với Sáng một đội. Bác Ngọt với Phong một đội. Rồi, chơi bác nào. Bác Ngọt với Phong một đội thì em thôi à? Bác Ngọt với Phong với Vinh một đội đây. Rồi, cho từng người chơi một. Mọi người sẽ đánh đổ chai nước này. Rồi, cứ dần dần lên cao. Rồi hai người cùng đồng đội mình kiểu bám chân bám cây làm sao mà mình ngoài ra này để được cái lên làm đổ với chai cao nhất đi mọi người hiểu không? Rồi. Cứ mỗi một lượt chơi đội nào thua thì sẽ bị hình phạt. Một là búng tay, hai là rứt dây thun, ba là lấy lá bài này tẹt mũi. Mọi người hiểu chưa? Rồi. À này, tôi thì là mệnh danh là người nhện rồi, Phong thì là người lợn, còn Vinh là người nhái hả em? Người ếch. Đấy thì là có nghĩa là tôi sải tay tôi dài nhất. Đấy thì vừa khả năng là tôi chiến thắng cái trò này chắc rồi thật. Vừa anh cô anh bảo là Phong với cả bác một bè à? Còn quen cháu thì cháu có chơi đâu? Thì thôi em bảo lại thôi. Em nghỉ thế nào uống nước đi. Em nghỉ uống nước rồi. Tôi Phong cân hết. Thực ra chơi tôi anh côn quen tôi các bạn. Đã, tí đã quên rồi. Rồi các bạn ơi, thì chúng tôi ba người là chia bè chiều cao là có vẻ ngang nhau nhá. Nhưng mà ai mà người sải nhiều hơn sẽ là người chiến thắng. Rồi. Rồi giờ đội tôi sẽ cử Thảo chơi trước là anh nghe Sáng giữ chân Thảo nào. Đội tôi là có mỗi chị Thảo thôi, còn đội này có cả Phong lẫn Vinh cơ các bạn ạ. Đấy thế là biết đội nào thắng rồi. Không. Hai người em khỏe, kéo Ngọt nhá. Chính ra đội Côn với Sáng có thể gánh được Thảo cho mình, tôi không gánh được hai thằng kia. Bác Sáng cháu với Phong kéo. Ừ được. Ba người người nào cũng phải chơi em. Ba người nào phải chơi mà. Rồi giờ Thảo lên chơi trước đây. Thảo ngồi dưới đây nhá. Cái này tay trước. À các bạn ơi, điệu này có thể dám hơi nhẹ vào đây được nhưng mà không được dám quá nhá các bạn nhá. Rồi. Thì mấy chai đầu tiên thì chưa cần kéo, em cứ xô đổ đây. Đổ nào? Tát luôn cứ tát đi. Đổ hết được. Được thế. Rồi, cho anh Côn cầm tay để tí em cầm chân. Thôi, này, gãy này. Đừng cầm tay nữa vào đất nha, đứng thẳng lên. Rồi, hết tới đây. Chân được, dùng chân được. Để em cầm tay này anh Côn. Dài. Đấy để em cầm tay này anh. Rồi anh chỉ cầm chân em cắm đầu xuống đây thì đâu rồi, cắm đầu lên cắm đầu đây. Cắm đầu lên này. Này. Rồi. Ơi. Ơi, cắm đầu rồi. Cắm tay rồi anh ơi. Cắm tay đi mọi người trước cái gì? Cắm tay rồi xong cái đổ. Ui, không chơi nghe. Không tính. Được. Rồi, nói tóm lại là chúng tôi đổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bảy chai rồi. Rồi, giờ đội bạn cử ai chơi trước đây. Rồi, khả năng cho Vinh người nhái chơi trước em. Nếu mà đội bạn đổ được chai thứ 8 là đội bạn sẽ phạt đội tôi nhá. Rồi, vì ok. Vì đội tôi đổ được 7 chai. Cố lên. Anh biết chiến thuật của anh Sáng rồi, tí là làm ăn thôi. Rồi đấy. Cái đoạn đầu là cho Phong, Vinh. Đâu, cho Phong đi. Vinh. Phong đi. Đầu cho Vinh, Vinh em ăn cơm. Thảo thì cho Vinh trước đi. Đúng rồi. Ăn cơm rồi gì nào? Em thế thôi. Ờ được, em thế thôi đấy, chặn rồi. Quấn rồi. Bình em chặn rồi. Mình dạng ngang cơ tới em đổ luôn từ chai thứ 5 đi được. Ừ được, ui, chặn rồi. Từ từ em chặn một chân đi. Đấy, chặn một chân đi. Đấy, tặng một chân đi. Rồi. Vinh ơi, cẩn thận gãy răng đấy em ạ. Rồi, bắt đầu nhá. Cẩn thận nó lại phải lẹp đấy. Chưa. Vinh ơi, em đừng xoài quá trước bác Ngọt nói Phong thả tay em ra để răng em rụng hết đấy. Nhanh con. Mới cái này thì thoải mái rồi, rồi lên. Rồi ra mới cái đừng kéo vừa thôi. Cứ thả đi, cứ nghiêng lên. 6. Có mấy rồi? 1 2 3 4 5 6. Có lại á, có lại lấy chân. Ơ sao vừa lấy em được đến chai thứ 7 à? Đúng rồi, cứ thả ra, cứ thả ra. Cứ thả ra. Nữa. Rồi. Nữa đi, chai nữa đi. 1 2 3. Đủ rồi. Đủ đi. Đủ mấy mấy 7 chai. Mới 7 mới bằng thôi. Nè, từ từ chạm chân đi thôi, canh kéo chân cho này. Kéo chân không thôi. Không phải kéo chân. Có nhỉ. Mày dừng kéo người ta thôi. Cứ thả hết cho đi. Mày túm chân đi. Đứa được gà gãy răng này. Bác Ngọt nó thả tay ra là mày gãy răng đấy. Tâm không gãy đâu em. Đứa được gà. Dập cằm không? Này cắm đầu này. Cười đi. Thôi bác Ngọt nó dọa dập cằm mình đi. Ui, cái thẳng người ra thôi. Thẳng người ra. Mày cả đừng để thua Thảo được. Ôi.
Rồi các bạn ơi, lượt đầu tiên chúng tôi đã thua nhá. Đội của Vinh đổ được 8 chai, đội tôi đổ được 7 chai rồi đấy. Có 3 hình phạt đấy, mọi người thích phạt gì thì phạt. Tôi phạt anh Côn. Tôi gặp chị Thảo, tôi phạt tay, phạt mũi, chị Thảo ơi. 5 cái phạt mũi. Ui 5 cái rồi. Phạt trước đi, phạt chị Thảo trước đi. Em ơi nhẹ ơi. Hết cơ. Nhẹ thôi. Không em thương chị mà. Nào. 1, 2. Mạnh là chứ. 2. 3 4 5 rồi, cũng đọc hết cớ mà chốc Vinh, anh không nhường đâu. Vinh nó tạt ai nó chả tạt như thế. Rồi, giết đấy còn. Chị Thảo này, nó Thảo đỏ mũi rồi này các bạn này. Chồng tôi chơi ăn gian. Được chơi gian rồi. Dám ở Vinh ấy tôi mạnh nhất cơ. Đấy chưa? Hết cớ không ơi. Mạnh. Hết cớ nào? Yếu mà. Mạnh mày kéo hết cớ nào. Không. Từ từ. Cầm lên đây. Rồi. Em ơi, em phạt rồi. Hai. Mình chơi gì? Mạnh nào? Sao vậy? Ba. Anh Côn không đủ dùng chân nhá. Em điên là chân này rồi. Ôi, vòng vẫn nhẹ lắm thật. Em ơi, đổ với chân đổ anh Côn. Anh Côn mới chân... cười mà. Làm gì vậy? Lâu lâu đi em ạ. Đến sáng búng tay. Băng hoạt xử sáng không kìa, búng tay. Búng tay, 5 cái. Đến sáng rồi. Sáng còn đăn nóc. Băng hoạt ơi, búng phải ngược cái này mới đau lại. Búng xuôi không đau đâu. Búng ngược em ơi. Dắm ba cái búng tay. 1. Đau phết đấy các bạn ạ. 2. 3. Ui, bác quản búng tay đây mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Đã được bác quản búng từ đây lên này. Sáng sợ thì sáng thân tưởng tôi đúng. Bác quản phật lại từ quẹt từ tận dưới lại quẹt lên mà. Không được phật đâu là sao không được phật nha mày. Rồi các bạn ơi, vòng đầu tiên chúng tôi thua nha. Giờ vòng tiếp theo tôi sẽ cử Sáng thi đấu. Ui trời, thằng Sáng này thì phải tôi thi đấu không? Thằng Sáng này nó dòng người nó dài. Rồi. Sáng ơi. Anh Côn bảo luật tôi sáng đi, sáng rồi, đi đâu. Rồi, vừa nữa đừng dám quá. Rồi, thế. Anh Bình đấy. Đúng thật đâu. 6 chai này. Cứ chạm đầu gối đất cũng trên đấy. 6 chai này. 7 chai này. Từ từ, rồi cầm chắc tay này. Rồi em cầm chân, anh cầm tay. Ra lứa đi. Lứa đây không ạ, lứa đi. Chắc gì được 8 chai rồi, 8 chai. Rồi, còn cái đâu mà nữa mà. Rồi, cái này thì anh cầm em ấy người ấy, anh sẽ dám là cầm tay này. Giữ phần trên này này. Không cầm tay là nó không dài đâu. Ngã. Chị tụt quần tụt sáng được không? Chân nó kia thẳng ra. Ui còn ngắn hơn. 9 chai. 9 chai là ác rồi, rồi. Không thể nào nữa. Người em cứ thẳng ra, tay là người thẳng ra, chân là ra thẳng chân. Này. Gãy cổ này. Không dài nữa rồi. Gãy cổ này. Chạm gì nữa. Chạm mông chứ nữa. Em ơi. Toàn mình chạy cam không? Chạy cam ơi, chạy cam anh ơi, nhưng mà chạm đất rồi. Nhưng mà tao đổ chai em. Đổ chai nhưng mà chỉ thả một chai thôi. Thôi được rồi, em ơi, rồi, rồi. Rồi, đây, tôi dựng một chai này lên nhá. Ok, ok, dựng chai này lên. Thế là được mấy chai? 2, 4, 6. 9 chai. 8, 9. 3, 4 rồi. 9 chai nhá các bạn ơi. Thì lượt này của chúng tôi được 9 chai rồi, đợi bác Ngọt xuống đây. Cố gắng mà không đổ được 10 chai. Giữ tay trước đi. Rồi các bạn ơi, vòng thứ 2 chúng tôi sáng chơi đổ được 9 chai nhá. Vòng thứ 2 của đội bác Ngọt, bác Ngọt sẽ đích thân ra trận xem bác Ngọt đổ được bao nhiêu chai rồi. Nhưng mà bác Ngọt là có hai thằng tử tè nó giữ cơ. Mày không phải giữ nhiều đâu. Ừ. Mày không phải giữ nhiều đâu, giữ ít thôi để cầm cho. Hy vọng vòng thứ hai là chúng tôi sẽ thắng để phạt lại đội bác Ngọt nó được. Rồi. Rồi. Rồi, tôi sẽ là người đầu chơi tiếp theo nhá. Rồi. Sáng người nó dài lắm các bạn. Cố lên đi. Tôi tập đứt nghe từ đây đi. Bác cười đi. Thoải mái. Đúng chân đi thôi. 3, 6, 7, 8. Rồi, sao gần thế nhỉ? Sao cảm thấy gần thế nhỉ? Có ai đây nhỉ? Ờ, đốt cái này. Anh ơi, đốt cái nó đổ đi. Đổ tay, đổ để em. 9, nếu đổ, chỉ cần đổ một cái này là bằng đội tôi rồi. Không, cùng lắm là hòa thôi anh Côn ạ. Cái thứ 8 băng ngoặt nó gần ngã rồi. Rồi, cố gắng lên, cố gắng lên. Cứ đưa đi em ơi, cứ đưa đi. Cứ đưa đi. Cố lên, kéo mạnh vào. Rồi, bắt cười đi. Cố đi. Cố đi. Cố đi. Mày vẫn chưa đổ các bạn ạ. Bắt cười đi. Đổ Vinh kéo đi. Em trong chất cũng được. Kia là cái thứ 8, kia là cái thứ mấy? Cái thứ 9, bằng cái đấy là bằng. Được rồi. Được rồi, mày cố gắng lên. Em kéo chân thôi. Rồi, giữ chân băng ngoặt đấy, kéo hai tay đấy. Rồi, băng ngoặt cố gắng lên. Thả nhiều em ơi, cứ thả sâu ạ. Cứa đi. Nữa đi. Bóng cả nhiều người em đúng rồi. Nữa, đúng rồi. Từ từ. Được chưa? Rồi. Kéo lên rồi. Rồi. Băng rồi. Rồi. Băng rồi. Cố lên.
3 là 4 là bằng rồi. Bây giờ tôi không được vẫn chiến thắng vẫn bằng nhau nhá. Không được thì là hòa. Rồi cố gắng đi. Mày cố gắng lúc cái kia. Ok nào, Phong tới chắc chắn là tới kia. Phong cố gắng như thế nhá. Sao giải thế nhỉ? Cứ thẳng anh thẳng cái tay của anh ra. Rồi xong báo mọi người em ấy. Rồi, rồi. Cứ thả nhiều nhá. Thẳng tay ra. Cố gắng đi. Cứ thả nhiều mà. Rồi rồi. Cứ đi đây đi. Đừng tả ra, anh cứ giữ im đi, mình với còn với tới hát được đổ xong mới ngã, đây không phải với được tới. Rồi các bạn ơi, vậy là vòng thứ hai chúng tôi hòa nhau nhá, nhưng mà hòa nhau vẫn phải thực hiện hình phạt cho nhau. Rồi, nhưng mà Phong phải giữ thế nào để trượt chân, cho nhấc chân lên đã. Nhấc lên. Không nói nhiều nữa, vào đây. Mình vào đây, anh sẽ phạt em. Em đưa chuẩn mà. Anh đưa chuẩn em chấp em có thể phạt lại anh em hiểu không? Rồi, sáng này. Ai ai? Bóng bên này, bên không nói nhiều. Thả chết hết tôi các bạn. Ừ, được anh. Vinh còn cuối này mà yên tâm. Búng kiểu gì đấy? Đại em! Được. Búng kiểu gì đấy nhá? Tôi xiên nó cả đây. Quá tôi xiên lại này cả đây. Tôi xiên đoạn này mà. Kẻ như thun. Thì các bạn ơi, chúng tôi hòa nhưng mà vẫn phạt nhau nhá. Rồi. Xiên thì em xiên thế nào? Em xiên thì... Vinh nó búng nhẹ lắm. Em ghé tay ra rồi. 1 2 3 Vinh toàn đấm hết. Xiên lắm rồi. Rồi đấy. Rồi. Bảo phạt đây. Rồi. Thế cơ mà. Mạnh vào mạnh hết cơ vào. Bùng hết cơ. Tay đập vào mặt nó được. Gây răng được. Đừng có đấm đấm vào mặt em nhá. Ui ơi. Ai? Cái lưỡi còn cái lưỡi. Phạt người ta phạt thẳng đây này, em toàn cài từ trên phạt này này để anh tới nhá. Phạt cuối. Phạt thế luôn à? Chả còn cao lắm mà. Không sao. Cao nó đỏ từ trên xuống. Rồi, sáng rất bác ngọt đây, rồi bác ngọt rất giả sáng. Em chơi chị Thảo mà. Em chơi chị Thảo. Không mạnh đâu. Mạnh. Ai? Ba, bốn, năm nhẹ thôi bạn ạ, thường chị Thảo năm. Rồi giờ sáng mới bác ngoặt giết nhau đi. Ngoặt xin búng tay các bạn ạ. Rồi búng tay. Thế nào được tùy chọn. Em này búng tay một người. Em làm thế nào được cái trừ véo em ạ. Tùy chọn đó mà tùy chọn. Bạn phải đứt thế đang ba hình phạt thì cứ dùng ba hình phạt đi. Rồi thế bác ngoặt kéo chân lên. Ra mua hoàn dày hơn đi sáng rồi. Rồi, bắn mạnh lên em ơi. Sáng đi chân bé kìa. Sáng tí mày đứt cái tao. Rồi, giờ sẽ phạt bác ngoặt nha các bạn nha. Đau thế nhỉ? Đỡ thế sao? Đau lắm. Không, cái này không đau đâu, dây cháu thấy dây bé. Dây mỏng có 3 mà. À. Dây bé mới là đau à? 5 cái em ơi, mới 2 cái. Em tí em kéo cái đầu lấy tí anh kéo tận cổng cơ. Mới 3 cái mà bác ngoặt đã xin rồi. Có xin không bác ngoặt này? Xin. 3 cái mà lâu thế nhỉ? 4. 4. Rồi đó kìa. Có xin không? Không. Bố lên sáng nào. Bố lên. Tí nữa cho Vinh kéo hộ hả? Làm. Rồi. Rồi. Giờ đến bác ngoặt phạt lại sáng. Bác ngoặt chặt kéo thôi. Bây giờ Vinh ơi em không được kéo. Kêu. Chưa thế. Nào bây giờ để em hơi đỏ một tí này. Ôi, bác ngoặt kéo ra tận cổng rồi. Đứng lên. Không phải không chân đâu nhá. Ngoặt chân đảo nhá. Đấy đoạn này đúng không? Ừ. Chết sáng rồi. Cái đầu tiên thì cũng rất là bình thường. Ừ. Cái đầu tiên thì nó chưa đau. Những cái là cần những cái sau thì nó mới đau thôi. Thấy cơ. Bác ngoặt được kéo chạm tận tường mà các bạn ạ. Sáng vừa lấy vẫn chạm tường đâu giờ bác ngoặt kéo toàn tận tường hết. Mạnh lên, mạnh ra tận đây thì phải đứng ngay. Nào, chết sáng rồi. Thật, tôi thấy thật, kéo lại cũng bình thường thật. Ừ, bình thường mà em. Chả thấy đau mấy. Đấy, buộc như phá. Nó chỉ hơi ngay như nói, kiểu như là kiến nó cắn thôi. Ừ, thế nào, thì phải đến tận tường cho kia cắn. Thằng em mặt nhăn mãi. Ui, ui, cũng còn đứng đấy à. Hết chưa? Nó chỉ đổ đỏ thôi. Rồi, các bạn ơi, vậy là chúng tôi đã thực hiện hình phạt xong người thứ hai chơi nhá. Giờ sẽ là người cuối cùng chơi. Rồi. Bác ngoặt cầm cháu chơi trước. Rồi, ok. Phong thì lứa lặng cơ, bác ngoặt thì không giữ được Phong cơ. Không, mày điên à, ta kiểu gì đã cố phải cho Phong thắng thật. Thì bác cứ giữ tay, cháu giữ chân thôi. Cháu giữ chân được. Phong không sợ Nga đâu. Cháu người nhẹn rồi. Đúng rồi. Lên là tôi nhá. Anh ở nhà nhớ.
Ôi khả năng chơi được 5 cái thôi. Rồi, đúng rồi. Rồi luôn đi. Rồi, chúng ta kéo người em ạ. Ngại rồi. Xuống rồi đi, xuống rồi đi, không phải lên làm gì. 7 gái rồi. Thôi. Ngại rồi. Ngại rồi. Ngại rồi. 8 rồi, 8 rồi, hết rồi. Giữ chân thôi. Lấy đà giữ kéo người em, giữ chân thôi thế. Tiếp đi ra, kéo chân ra. Tiếp anh đừng gồng cái này lên này đấy, em phải giữ gồng. Không không có chân làm sao mà giữ thăng bằng được. Rồi. À không không. Không giữ tay làm sao có thăng bằng được. Rồi thế nhỉ. Vẫn phải giữ tay, một người giữ tay, một người giữ chân. Không, đối họ đối thủ của họ trơn lắm, tay trơn lắm. Tay tàn mồ hôi. Rồi tán được rồi. Tán rồi. Phải lên thứ 9 thì mới thắng được. Vâng, tán thôi. Mày anh em mình lên thứ 9 là bảo đảm thắng Phong thật. Anh em nhìn có cửa. Xuống đây. Xuống đây. Tua tay lại nè. Xuống đây. Xuống đây. Tép đi ra con. Xuống đi. Rồi. 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 Rồi thế thôi, anh em mình chỉ cần thế thôi. Thôi được, cứ cố đi. Nhưng mà tay chơi. Rồi lăn đi. Phải có cát thôi. Phong phát lại thua chắc rồi. Chỉ cứ giữ người em là được. Cứ như thế. Giờ mình thắng. Từ vừa lấy chưa ai lên cái thứ 10. Tôi sẽ cố gắng lên cái thứ 10 nhá các bạn nhá. Rồi ok. Phong cố gắng đi nhá. Tiếp tục đang là cái thứ 9 nhá. Không đến được. Thấy chưa? Xuống trước mà chạy. Không, vừa cũng thế mà. Phải lùi lại về được cơ. Tay mình cơ. Vậy là tôi lại dựng cái này lên nhá. Ý thật. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi. Tay nó trơn, tuột chân anh Côn ra thôi. Không là quả đấy là ăn chặt rồi. Tôi đã nhiều cơ hội mình chiến thắng là rất cao. Phong không là làm vơ được cái thứ 9 đâu. Phong nó lặng cơ, băng ngoặt không kéo được cơ. Băng ngoặt may thì được tới cái thứ 9 nữa. Phong bảo đảm không bao giờ được cái thứ 9 rồi. Phong làm sao mà lên được cái thứ 9 á. Nhanh thế. Mày cứ ra thoải mái riêng ra thoải mái đi. Không nhưng mà tay Phong khá là dài các bạn. Thật. Rồi, đưa đi. Dài nhưng quan trọng là Phong nó lặng. Đừng nôi xuống. Đâu? Mình đi. Rồi, đi. Rồi, mấy rồi? 7. Hai cái nữa. Cố gắng lên. Rồi. City, city. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Đấy, thế là ngã rồi nhá. Thế là ngã rồi nhá. Không sao được, em lại chân lại. Rồi, chưa chạm. Rồi, chân đi. Mình thoải mái, mình cái này thắng chắc. Nhưng mà con này người yếu lặng lắm. Đừng anh người. Cái ngày giờ nó bảo trong trước. Vậy là đội tôi tỷ lệ chiến thắng là 90% rồi. Cái này sang đến cái thứ 8 mà khó khăn, làm sao sang được cái thứ 9. Chưa gì chứ không được rồi. Đó, cố gắng lên. Rồi, bấm chân. Sao Vinh mày khỏe lắm. Bấm một chân điên rồi, bấm một cái chân đi. Chân vào phòng. Chết chết. Rồi. Đưa đi. Đưa đi. Rồi, đưa đi. Thẳng tay ra, thẳng người ra. Phòng nó toàn sợ ngã rồi. Mày tới nghe không? Đâu nó chặt thế. Mày đi đến từ từ cuối nó phiên xuống. Anh cứ thoải mái ra nha. Cứ thoải mái đi. Đừng cứ khô khô bên này làm gì. Thẳng thẳng. Em ơi, thoải mái cái này em khuỵu tay. Không sợ. Em gãy xương sườn nữa. Anh ấy chẳng cần chẳng thoải mái mà. Đấy, thế là chẳng thoải mái mà. Lấy chân đây này. Chẳng qua đây mới sợ thôi. Rồi. Chết chết chết. Thẳng người ra. Các bạn ơi, đội lại trai thứ 8 khó khăn nhỉ. Thẳng người ra. Kìa quỷ thích quỷ. Nhìn trai. Thay chân lắm. Các bạn ơi, xin thua đi. Các bạn hỏi đội này xem có chơi nữa không? Đừng cứ trả phà câu giờ. Trước sau gì chả bị phạt, câu giờ làm gì? Cái lớn này tôi ăn chắc rồi. Đưa cẳng lên. Rồi cho Vinh giữ, Vinh thả tay ra. Vinh người ta sợ mày lắm. Cố lên, cố lên. Anh nhìn vào trai ấy, anh cứ nhìn vào trai. Phong ơi, Vinh lần nào nó cũng thả đấy em ạ. Thoải mái đi. Rồi. Rồi. Cố lên. Trai thứ 8 bỏ ra. Rồi, Vinh. Tổ trai này của thằng tôi. Rồi. Dài thế nhỉ. Phong ơi. Cứ thả đi. Đừng để thua là được. Anh chặt tay vào. Để giữ chân. Nào. Đưa đi. Vinh. Vinh ơi. Vinh ơi, em chơi đảo đi. Quên đây. Em bỏ đi đâu. Rồi. Trốn hết từ từ đã. Trốn.
Các bạn này hỏi lại cho tôi là nửa đời này có chơi nữa không? Đợi tôi lại toàn xin nghỉ mà. Thời gian này không nhá. Vừa anh nghỉ đây. Anh đi. Anh muốn chơi đây. Quá căng quá các bạn ạ. Mày ra môi mẹ vừa cái nhựa này. Đấy, mà đấy nhựa. Đúng rồi. Tụi bạn ra ôm cây rồi. Các bạn ơi, tôi chán đội bạn thật. Vừa bọn anh cũng nghỉ hưu chứ ai mà gì. Ê, bọn anh có nghỉ gần lâu như bọn em không? Dạ bạn ơi, tại vì phòng hơi lặng các bạn ạ. Khổ thế. Thế được, đấy. Hai thằng giữ chân thì đéo còn, hai thằng giữ tay đéo còn giữ chân nữa. Ừ, giữ chân thì phải. Được, đây. Mình thử. Thằng để cháu không, được. Bác giữ tay mới giờ, cháu mình bác giữ tay. Để cháu mà chạy, đây là cháu, để tay là cháu giữ chân nữa. Chân mà móc vào đi. Hai thằng cùng giữ tay. Thế, cứ thả đi. Cứ thả đi. Rồi, thả mái đi. Cứ thả đi. Đấy, sao mà không giữ chân? Đấy, ồ thì ăn đấy em ơi. Đưa đi thoải mái. Bạn ơi, đội lại chơi cái ván này 10 phút rồi đây. Rồi, cố gắng lên. Cứ bình tĩnh nhá, cứ thả đi. Chung đầu gối xuống anh, chung đầu gối xuống, cứ chung đầu gối xuống đi. Ăn vào chồng chung được không? Không được. Đi. Đi. Ngã rồi, ngã rồi, ngã rồi. Yes, yes. Yes. Chung đầu gối đi. Tăng chung mày thả ra. Không giữ được, không giữ được. Em giữ đâu? Phạt, phạt, giờ nó được phạt. Vinh chân nó đứng dậy thì giữ cái gì? Đứng áo đi. Thôi các bạn ơi, tôi đã nhiều lớp vòng lại đợi tôi thắng rồi. Tôi lại xử đông Vinh. Thôi đừng thử đi tôi. Thôi đứng được rồi, Vinh ơi. Em vẫn vẫn phải tay bên đấy. Chắc em lại được xử anh chứ anh cũng không cho em trả đâu. Hết rồi đi, hết rồi đi. Em tuôn. Ai xiên vừa thôi. Bạn đấm vui. Con móc bự. Còn quả nữa. Ui. Con xiên đang tiến. Em sao? Em chọn ai? Này. Chọn này. Lên cơ. Thảo xiên ấy nhẹ lắm, không sợ. Chọn bắt vòng đứng hẳn lên đây kéo sát tường này chị Thảo ơi. Trả thù vừa đấy chị Thảo ạ. Sát tường. Sao cái đấy hết? Sát nữa ra. Lửa sát tường. Hết rồi. Ui, mạnh hơn cả ấy mà. Mạnh hơn cả ấy sáng mà. Em ơi, được phạt thì người ta thích phạt thì làm kệ người ta gì. Ai? Bình thường mà Phong ơi, có đau đâu. Sát tường. Rồi, thấm rồi. Buộc vào chị Thảo ơi, buộc thành cục vào. Sát tường. Ôi, thấm rồi đấy. Sướng chị à, sướng được phạt. Được phạt Phong, sướng. Ui, đau lắm. Đã bảo cho Phong lúc đời đầu tiên cũng chua cơ. Rồi, xá ơi, xử bác ngọt. Lá bài kìa. Bình cầm đâu chắc. Ta cứ cho này. Lá bài kìa, phải sao? Không có, không cầm cả một bộ bài đập này luôn. Em lấy hẳn cái cục phu gỗ rồi. Chết rồi. Chết rồi, thằng xã ngoài nó vả đây thôi, chết rồi. Vả từ trên này vả xuống à. Đừng chém này, nhấn đứt lên. Tối nào. Phát này phải vả băng ngoặt từ trên này vả xuống này. Vả đây. Băng ngoặt búng tay thôi, từ sau gãy búng lên. Giờ tôi vả từ trên chán xuống mồm. Búng tay đi cho cân. Thôi. Thôi xã này. Đừng chém này rồi. Này rồi. Ra 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 là thôi. Không phải ba cái rồi nhá. Mới hai. Bây giờ sáng nó tranh thủ vừa tát vừa đấm. Ba cái rồi em ơi. Đấy là phạt đấy. Hai các bạn. Ba rồi em ơi. Ba rồi. Đấm bụng vào. Ba. Đấy. Bốn rồi. Ôi 14 rồi. Em còn nhớ đấm một cái. Đấm bây giờ phải xấu chứ. Mọi anh chặn đây không? Rồi các bạn ơi, vậy là đang đều đấy. Giờ đội tôi vẫn muốn chơi nữa để xem quyết để thắng thua, nhưng mà hỏi đội bạn xem có dám chơi nữa. Sao? Chơi kèo cuối đi. Sao? Em cháu chỉ sợ thua, cô nên toàn xiên tay. Các bạn nhìn đói tay. Vinh thì lẻ sợ rồi. Toàn xiên kiểu đích là cầm kim xiên đấy. Sao? Nói tóm lại là dám chơi nữa không? Một là không, hai là dừng. Thế bây giờ em không chơi mà em vẫn được quyền giữ hộ được không? Em ơi, đã giữ, đã chơi là phải chơi. Tinh thần đồng đội, tất cả phải cùng chịu phạt. Sao? Chơi luôn cả cuối đi em, thế nào? Chơi búng lại anh con. Rồi chơi. Đây là chỉ một người, cả cuối là một người. Một người thôi. Đúng rồi. Rồi. Không. Chỉ một người. Giữ. Không, một người là một người. Đúng rồi, một người nhòi là hai người giữ. Hiểu không? Vẫn là như vừa lấy. Vẫn là như vừa lấy. Rồi, tôi sẽ nhòi nhá, còn hai người giữ. Rồi các bạn ơi. Rồi. Đúng mà sáng tay dài lắm thôi. Không, anh ngoài đi, em giữ. Đang nghĩ lại sáng tay dài. Không, anh với chị Thảo không biết giữ. Sáng tay dài lắm, sáng tay dài. Các bạn ơi, Vinh vẫn đang băn khoăn không dám chơi. Sáng tay dài lắm rồi.
Vừa lấy là tại tay em trơn không là quả thứ 10 đã ăn chặt rồi. Thôi. Sáng giữ đẳng cấp lắm. Các bạn ơi, Phong tụt vong với cả tôi hơn tụt tệ các bạn. Tôi sợ em lắm. Mày vừa em thả anh lại mới tụt đấy. Thả thì anh cũng thả em một tí nữa. Rồi, thôi không nói nhiều nữa, chơi trận quyết định đi. Vinh mày cứ sợ gì tặng. Căn nắm chỉ có thủng tai được. Rồi cho bác Ngọt đi trước em, đội mình đi trước thì gãy giờ rồi. Rồi các bạn ơi, là chúng tôi chỉ chơi một người thôi nhá, cử một người mạnh đấy, nhất ra với. Tí anh Côn là không, tí thế mà anh Côn là chỉ quyết định anh Côn nhá, không cử sáng nữa, sáng lên đánh lắm. Anh vẫn vậy mà. Rồi đấy. Rồi, bây giờ mình cố gắng lên cái 10 kia là họ đứa được. Nếu mà lên cái 10 là thắng luôn thật, khó rồi, lên 10 lắm. Rồi đấy, cho mọi người chơi đi. Phong mày tay mày giít, cả hai người cùng giữ tay không ạ? Giữ tay, cả giữ tay. Không, không, vẫn phải chân thì nó mới dài được. Ừ, cố gắng, bây giờ cứ cố gắng nào, bác làm nào đủ. Đi. Đấy, thoải mái. Thoải mái đi. Rồi. 6 rồi các bạn ơi, 6 rồi. Phong cố gắng lên. Phong ơi. Tôi nghĩ chắc con này cố gắng cầm tay của sáng Phong này. Rồi, Phong ơi. Ôm em này. Rồi. Rồi. Thả mạnh cái thở. Đây ra. Rồi. 9 là đơn giản thế nhỉ? Rồi. Cái nữa đi, cố gắng. Cố gắng cái cuối này, cố gắng nhá. Bây giờ các bạn ơi, cái 9 cái đơn giản thế nhỉ? Bây giờ bọn nó biết cách giữ hai người giữ tay rồi. Cố gắng. Rồi, cái này lên cái thứ 10 thì chết tôi rồi các bạn ơi. Cố gắng nhá. Bác cứ xoáy cơ đi. Đừng ấy. Lần phải nhưng mà ấy được vẫn phải kéo về đấy. Ừ. Không về được là Phong cố gắng kéo nhá. Rồi Phong ơi nào. Ôi giời chết rồi. Okay. Okay. Tim tôi đang đập tình tình rồi các bạn ơi. Cái này chơi 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 không cái thứ cứ cho lên gần lên anh được mà anh con mà thoải mái mà lùi lại đấy đây đi thoải mái bên không chạm đấy thằng này là thoải mái đừng chạm đất đừng chạm được rồi dặm bên này dặm bên này. Các bạn ơi nguy hiểm cái nếu mà giờ trúng cái thứ 10 là tôi nguy hiểm thật. Này được rồi đấy, em ơi, nữa đi. Nữa, nữa. Cố gắng lên. Từ lắm. Rồi, từ từ cái này. Chống tay rồi mình. Chống tay rồi nó đuổi đuổi chơi nữa. Rồi ăn sát thật. Em ơi, chó thiên làm đổ rồi. Em ơi. Tay tao đang trơn rồi và từ từ rồi. Nhưng mà đến cái thứ 9 đội tôi khó thắng lắm các bạn. Tôi muốn thắng phải lên cái thứ 10. Rồi không nói nhiều nữa, xếp chai vào. Rồi. Lại tôi là cố gắng lên chai thứ 10. Ừ, cố gắng lên anh ơi. À, chạm chạm vào trên luôn. Đấy, đúng đây. Thôi để ý chân, để ý chân. Để ý chân xoay chân nào, xoay chân cao. Xoay cao, xoay cao. Rồi, xoay cao. Xoay cao thôi là bốn. Hay đúng rồi. 8 nữa. Hai cái lứa, 1 đôi, 2 đôi, 3 7 cái rồi. 7 thôi. 1 đôi. 7 cái. 7 cái đúng rồi. Hai cái lứa. Đó, hết đến rồi, đến rồi. Rồi. Ui, thế thì làm gì đến được cái 9? Không mà đến được cái 9 rồi. Đấy, ui là các bạn ơi. Thoải mái ơi. Bây giờ này, bây giờ lại hội ý này. Đây đây tay này. Đấy, đã hội ý rồi. Rồi cả bên đấy về ăn cơm một rồi. Về ăn cơm thì chúng ta đánh vẫn được. Ui, đến rồi. Rồi, cái nữa đi, cố gắng lên. Cố gắng lên. Rồi, cái nữa đi. À, Phong này xoay kỹ chân kìa. Anh con chân hảo. À, anh con này. Rồi, con này. Đại chân kìa. Ôi anh chị cứ coi nhìn kìa chị Tảo ôm gần chị khổ thân chị Tảo quá chị Tảo ơi thôi, tay thôi. Thẳng ngay cô này thôi thôi chị Tảo ấy không ôm nữa đâu thôi chị Tảo ơi thôi rồi nhá rồi vẫn cầm rồi nhá vẫn cầm rồi vẫn cầm rồi vẫn cầm rồi vẫn cầm rồi tôi vẫn phạt tiếp nhưng mà lốt lần phạt là chúng tôi đã kết thúc clip rồi. Hai thôi không phạt. Thôi không phạt nữa. Không phạt rồi. Vinh nữa sợ rồi. Nếu mà anh Côn quên vừa đấy không mình chỉ cách anh Côn giữ xong là mình nhòi nhỉ. Phí thế quên mất. Rồi rồi các bạn ơi, vậy là chúng tôi đang hòa nhau nhá nhưng mà vòng cuối chúng tôi không phạt nữa. Rồi riêng các anh Côn một vùng tay rồi quá xiên giống như kim. Rồi các bạn nếu mà các bạn thấy clip của anh em bác cháu chúng tôi vui hãy like video và chia sẻ cho mọi người khác cùng xem nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.